hôm nay em mới tìm được một cái thí nghiệm rất là hay này, liệu anh có thể thực hiện nó được không? Đâu, cho em xem. Đây ạ. Ủa anh, em nhớ rằng là bên nước ngoài người ta thường sử dụng muối để làm cho tan tuyết mà, chứ đâu có phải dán cọng dây với nước đá như vậy được. Thử con em. Ok, thử luôn anh. Rồi, đây là dụng cụ chúng ta sẽ thực hiện thí nghiệm bao gồm dây chỉ nè, đá nè, và đây muối. Dạ rồi, ok. Vậy mình thực hiện thí nghiệm thử anh nhé. Em để cọng dây lên và anh sẽ rắc muối vào nó nha. Liệu mình có thể nhấc lên được không ta? Thử đi em. Wow, thật là tuyệt vời vậy. Vậy là thí nghiệm thành công rồi. Rồi, hãy follow StudyCare để xem nhiều thí nghiệm khác nữa nhé. Bye bye.